ổn tại Afghanistan, nên AFC quyết định các trận đấu của đội bóng Trung Á này đều diễn ra trên sân trung lập ở Tajikistan. Và trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Afghanistan vào ngày 28 tháng 3 tới trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 cũng sẽ được tổ chức trên sân trung lập ở thủ đô Dushanbe, Tajikistan. Trong tối ngày 23 tháng 3, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Tajikistan. Lịch trình di chuyển dự kiến kéo dài 30 tiếng đồng hồ và phải tới sáng 25 tháng 3, thay cho huấn luyện viên Hữu Thắng mới tới nơi đóng quân. Theo báo cáo của tổ tiền trạm do VFF cử đi, tuyển Việt Nam đóng quân tại khách sạn 4 sao Alas Hotel, một trong những khách sạn có chất lượng tốt nhất ở Dushanbe, Tajikistan. Khách sạn nằm rất gần sân bay Dushanbe và chỉ mất khoảng 15 phút di chuyển bằng xe buýt là có thể tới sân Republic Central, nơi đội tuyển Việt Nam thi đấu với Afghanistan. Dù quy mô không lớn, bề ngoài trông có vẻ giản dị, thiết kế nội thất của Alas Hotel khá hiện đại và đầy đủ tiện nghi cần thiết. Hệ thống phòng nghỉ có diện tích vừa phải và tạo ra cảm giác dễ chịu. Chỉ cần mở rèm là tràn ngập ánh sáng tự nhiên mà không cần sử dụng đèn điện. Tại đây, cán bộ phụ trách công tác tiền trạm cho đội tuyển đã làm việc cụ thể với đại diện khách sạn về tất cả các vấn đề liên quan đến điều kiện phòng ốc và kiểm tra thực đơn các bữa ăn trong ngày cho toàn đội để đảm bảo khẩu vị cho các cầu thủ. Khác hẳn với thông tin dự báo trước đó, thời tiết tại Dushanbe thời điểm này rất dễ chịu, trời nắng nhẹ và nhiệt độ ban ngày dao động từ 15 đến 20 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ vào buổi tối và ban đêm có thể giảm xuống tới 9-10 độ C. Trận đấu này được tổ chức trên sân vận động Republic Central, là sân thi đấu của đội tuyển quốc gia Tajikistan và cũng là sân nhà của câu lạc bộ Istiqlal Dushanbe thuộc giải vô địch quốc gia Tajikistan, có sức chứa 24.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, đây là sân vận động sử dụng mặt cỏ nhân tạo và chắc chắn đây là yếu tố khiến huấn luyện viên Hữu Thắng phải lưu tâm. Hy vọng với những sự hỗ trợ thuận lợi tại Tajikistan, các cầu thủ của chúng ta sẽ ra sân với tinh thần và thể lực sung mãn nhất để đem lại niềm vui chiến thắng cho người hâm mộ nước nhà.